Quỳnh Hương xin chào cô chú bác cùng anh chị em. Hôm nay Quỳnh Hương kính mời cô chú bác cùng anh chị em hát với Quỳnh Hương bài tăng cổ nhạc được mang tên chủ đề là Tiếng Trống Mê Linh. Và cũng là lần đầu tiên Quỳnh Hương hát với anh Lê An. Nếu có gì sai xin góp ý và đăng ký ủng hộ cho Quỳnh Hương nhé. Quỳnh Hương rất chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hơn. Thank you.
Dạ. Yeah.